Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Video buổi tối ngày hôm nay thì em Dương lại tiếp tục lên áo khoác cho anh em nhé. Buổi tối nay thì em sẽ có khoảng 6 chiếc áo da mới về cho anh em này. Khoảng 20 chiếc áo khoác bomber dạ. Còn lại thì nó sẽ là áo khoác phao mỏng và áo khoác kaki cho anh em mình nhé. Thì hôm nay em có khoảng 40 mã, tổng 40 mã. Thì giá thì sẽ báo theo từng sản phẩm. Và giá thì sẽ bao gồm cả tiền phí ship cho anh em mình nhé. Mã đầu tiên nhé, em đây nhà mình một con phao này, một con phao trần bông nhé. Con này của Burberry nhé. Toàn bộ bộ cúp của nó này, nó là dòng kiểu dòng phao trần bông dáng dài nhé. Thì con này toàn bộ cúp của nó sẽ là cúp bấm và nó sẽ dập hiệu Burberry ở toàn bộ cúp cho em này. Đấy, toàn bộ cúp. Ở đây, bên trong thì của nó là cái họa tiết monogram đặc trưng của dòng Burberry này. Đây, mùa lạnh đến rồi, bây giờ tìm những con siêu phẩm như này rất là khó khăn, không có nhiều. Đây, con này là hàng made in England nhé, sản xuất tại Anh luôn cho em này. Đấy, nét càng luôn. Con này bên trong nó sẽ có một túi nhé. Và cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng khoác kiểu khoác ngoài nhé, nó khoác ngoài. Đấy, và nó sẽ là kiểu dáng dài cho em. Đấy. Con này nó có một túi bên trong này. Đây, tem cũng dòng tem nâu này. Dòng cổ điển sản xuất tại Anh, made in England cho em này. England. Độ mới con này thì về cơ bản thì nó được khoảng độ 92-93%. Áo mới tinh. Áo mới tinh nhá, bên ngoài là trần bông. Đấy. Có trần chám. Đây, trần chám cho em này. Đấy. Trần chám bên ngoài, bên trong thì nó là có lớp bông mỏng và nó sẽ là cái lớp này nó sẽ là lớp lớp cốt tông nhá. Cốt tông, không phải lót gió đâu, nó cốt tông. Mặc ấm rất là nhanh. Đấy. Đây, con này thì bông nó mỏng thôi, nó vừa phải anh em nhé, nó vừa phải. Đấy, độ mới hoàn hảo luôn. Túi này, có hai túi bên này cho em này. Hai túi bên này, đấy. Các cái đường may, đường rìa, đường may của nó ấy. Nét căng luôn anh em ạ. Đấy. Hàng chính hãng 100% anh em nhé. Đây, Burberry thì nói chung là các cái dòng áo khoác của nó thì là siêu đắt rồi. Con này là mã A231 nhé, tiếp tục từ mã A tối hôm qua. A231 này, vai 49, bụng 55. Giáo là 77 nhé. Con này thì cho anh em nào tầm khoảng size XL ạ. XL hoặc size L nhá. Size L mặc rộng được anh em ạ. Đấy. Con này có giá là 2 triệu ạ. 2 triệu nhé. Mã A231, vai 49, bụng 55. Giáo là 77. Đây, mới đèn đẹp luôn, phao. Bên ngoài nó sẽ có một túi nhá. Nhìn anh em này. Túi bên trong lót của nó cũng là họa tiết Burberry này. Đấy. Nói chung toàn bộ cái lót bên trong của nó sẽ là họa tiết đặc trưng của dòng Burberry nhá. Đây này, toàn bộ lót bên trong đấy, đều là của dòng Burberry hết, họa tiết. Toàn bộ cúc được dập hiệu, rất đẳng cấp luôn. Mã A231 nhé, vai 49, bụng 55, dài 77, 2 triệu ạ. Tiếp theo này, em lên nhà mình một con một con áo khoác nhé. Khoác này là khoác kiểu dòng Harrington, tức là cái dòng cổ bẻ, dòng khoác cổ bẻ. Theo cái phong cách rất là nhã nhặn lịch sự luôn. Bên ngoài của nó sẽ là chất vải nhé, chất vải mềm. Đấy, logo theo này. Đấy, con này của YSL. Đây có một cái tem này, YSL này. Đấy. Con này mới tầm khoảng độ 95-97%. À, mới tinh, bên trong lót gió nhé. Bên trong là lót gió này. Đây, một con áo rất lịch sự luôn. Đây, khóa kéo dập YSL. Khóa dập bằng YSL. Nét căng luôn, bên trong này. Bên trong con này nó sẽ có hai túi nhá, một túi thường này, một túi thường cho em nhé, cũng họa tiết này. Đấy, một túi này có khóa kéo cho em nhé, một túi này có khóa kéo này. Đấy. Con này hơi tiếc một chút là nó bị cắt mất tem rồi. Nhưng mà con này hàng chuẩn chính hãng 100%. Đây. Con này nó có vết cắt này, nó bị cắt mất cái tem rồi. Tay bo cho anh em nhìn cái tay bo này, mới đen đẹp luôn. Mới đen đẹp luôn. Đây, tay bo này. Đấy. Con này cho bác nào tầm size M hoặc size L nhá. Size M L mặc đều được ạ. Đây. Một con áo mới tinh, rất mới. Cái dòng Harrington này là cái dòng cũng rất là hot trên thị trường. Như bên nước ngoài nó cũng đang bán cái áo đã qua sử dụng của cái dòng YSL như này. Con áo Harrington này được săn đón rất là nhiều. Nó giá thị trường nó đang dao động khoảng tầm 8 đến 9 triệu cho một con áo đã qua sử dụng như này. Đấy. Nói chung dòng YSL thì nó siêu đắt rồi. Nên là những cái dòng như này, dòng bomber là hiện tại nó đang bán được 1 đến 2 nghìn đô. Đấy. Con này mới tinh, size M hoặc size L cho em nhé. Xem màu xe L cho em. Con này là mã A232.
vai 49 bụng 52, giá áo là 64 nhá. Size M hoặc L cho em ạ. Con này có giá là 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu cho em nhá. Áo mới tinh. Đấy, cái dòng này nó là dòng vintage nhá, dòng này dòng sưu tầm. Đấy, nó sẽ không, bây giờ nó không 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 ra mẫu mới nữa. Cái này nó áo mới không có, chỉ có mua áo cũ ở thị trường thôi. Mã tiếp theo này, em bên nhà mình một con này của KH này. Con này đời cũng rất là sâu này. Đấy, cũng kiểu bản vintage nhá. Áo rất đơn giản thôi, có chữ thêu này. Thêu KH này. Đấy. Con này nó đơn giản lắm, nó đen, áo đen hết thôi. Áo đen hết thôi. Đây. Khóa này, khóa thì khóa của IKK nhá. Túi hai bên đều có khóa cho em. Túi hai bên đều có khóa này. Ngoài tem nó hơi mờ mất rồi, bên trong là nó lưới nhá. Bên trong nó lưới này. Đó. Gió mềm nhá, con này gió mềm lắm. Đây, độ mới con này thì rơi tầm khoảng độ 90%. Này, tay bo co giãn này. Đấy. Con này gió mềm lắm, gió mặc kiểu đơn giản, thoải mái nhá. Con này mà A232 nhá. A233. Vai 48 bụng 56, giày áo là 68 nhá. Con này cho bác nào tầm size L ạ, size chuẩn L cho em nhé. Bên trong nó cũng có một túi khóa kéo này. Đây. Đấy, một túi khóa kéo của KH này. Đấy. Con này thì KH thì nói chung trên thị trường giá nó cực kỳ cao luôn, càng dòng đời sâu nó càng cao. Đấy. Con này có giá là 500 nhá. A233, vai 48 bụng 56, giày áo là 68 ạ. 500 cho em nhé. Con này kiểu đơn giản lắm. Độ mới 90%, tạm ổn thôi. KH anh em nhé. KH. Đấy. Mã tiếp theo này, em lên áo da nhá, áo da nhà mình này. Mã tiếp theo này, em lên một con áo da trần chám nhá. Đây, trần chám này, da cực kỳ là mềm luôn. Này, con này da kiều mềm này. Một con dáng cổ bẻ nhá, size trên áo thì size L, nhưng mà nói chung là size L thì con này tầm size M thôi. Áo da nó toàn vậy, trên size áo nó ghi vậy thôi. Con này mềm lắm, áo dày dặn, có trần chám luôn, mặc ấm luôn anh em ạ. Con này bắt nào tầm size M cho em, size M. Đấy, khóa đồng này. Khóa đồng, khóa của KH luôn, xịn luôn. Đây, khóa đồng hết nhá. Đấy, độ mới con này tầm 95%, áo mới tinh. Anh em về chỉ việc mặc thôi. Đó. Bên trong thì nó sẽ có một túi cho em nhé. Một túi cho em này. Đấy. Mà nó trần trám, nói chung là đơn giản lắm. Tem đây. Con này tem Nhật nhé. Con này hàng của Hàn Quốc nhưng mà tem nó tem Nhật. Đấy. Túi hai bên là túi thường này. Đây. Một con dáng cổ bẻ rất lịch sự cho anh em nhé. Đấy. Con này là mã A234 nhé. A234. Vai 43 bụng 49. Giày áo là 65. Dài tay là 59 nhé. Con này anh em là chuẩn size M cho em. Con này có giá là 1 triệu ạ. Chuẩn size M cho em nhé. 1 triệu ạ. A234. Mã tiếp theo này. Hôm nay nhà mình một con này cũng lông kiều mềm này. Da kiều mềm. Một con áo của Haji nhá, hiệu của Hàn Quốc này, hiệu này rất nổi rồi. Riêng con polo nó đã tầm phải 2-3 triệu một áo rồi. Áo da thì nó giá trị hơn rất là nhiều. Đây. Con này bên trong nó cũng có trần chám nhá, phối với cả non nỉ. Đấy. Phối với non nỉ ở dưới. Tem thì nó là tem Nhật nhá, tem Nhật. Đây. Con này là cũng là da kiều mềm anh em nhá. Khóa này. Đấy, khóa mượt luôn, khóa cũng là khóa đồng ạ. Bên trong của nó thì là có một túi này. Con này có một túi nữa nhá. Một túi đây thôi. Đây. Con này dáng cổ trụ này. Túi hai bên túi thường cho em nhé. Đây. Dáng thì nó cũng rất là cơ bản. Rất là dễ mặc cho anh chú bác mình nhé. Đây. Đấy. Con này nó trần trám rồi. Mùa đông là anh em chỉ cần mặc cái áo cộc bên trong thôi. Áo polo bên trong như em này thôi. Đấy. Thôi mặc thêm cái áo da là ấm rồi. Đó. Ra ngoài đường cần thấy thôi. Đây có một túi như này nhé, túi thật hết anh em nhé, túi thật hết. Con này là mã A235 nhé, A235. Vai 44 bụng 50, giày áo là 64, giày tay là 61 ạ. Con này cũng 1 triệu cho em nhé, con này cũng 1 triệu này. Đấy, con áo da của Haji, cực VIP luôn. Đấy. Nói chung là nhà em thì áo da nhé, mới đẹp rồi anh em về chỉ việc mặc thôi. Xong đến giữa mùa anh em về anh em mang tiệm anh em giặt tại cho em, thế là xong đấy, xong mặc tiếp đấy.
Rồi mã tiếp theo nhé, em lên nhà mình một con vét da nhé. Con này bên ngoài nó cũng là da, con này da cừu mềm này, cũng da cừu mềm cho em nhé. Đấy, cũng da cừu mềm này, vét da, con này mới tinh, bên trong là lót gió nhé, bên trong là lót gió này. Đấy, đây con này thì bác nào tầm size L ạ, size L cho em nhé. Size L này nó sẽ có túi này, hai túi nắp hai bên này. Đấy, trên này có một túi thắt nhé, hai túi thắt luôn này. Trong thì nó sẽ có một túi này, trong một túi nhé, và nó là lót gió. Tem thì là tem Hàn nhé, hàng nội địa của Hàn Quốc. Đó. Đây, con này có ba cúc này. Tay nó sẽ là tay tay trơn này thôi, không có cúc ở trên này. Đây, con này nó cũng là cái kiểu vest mà nó dáng dài nhé, dáng dài cho anh em mình. Đây, mới đẹp hoàn hảo luôn anh em nhé, không lỗ nhỏ đâu, đẹp lắm. Con này là của Sarom Sefino. Đây, hiệu của Hàn Quốc nhé. Mã A236. A236. Vai 48, bụng 54, giá áo là 76 nhé. Con này anh em là chuẩn size L cho em nhé. XL vẫn mặc được. Đấy, size L hoặc XL nhé. A236, con này là 600 ạ. 600 cho em nhé. A236. Tiếp theo này, em lên nhà mình một con này cổ trụ này, con này cổ trụ nhá, da cừu mềm, con này mềm lắm anh em ạ. Con này mặc cực kỳ sướng luôn, rất là mềm. Đây, bên trong nó gió này. Đây, con này là của Windy Club, hiệu của Hàn nhé. Đây, tem Hàn mã QR thứ này. Size 1.5 nhé. Con này thì anh em tầm size XL mặc cho em nhé. Size XL mặc cho em này. Ủa, con này mềm lắm anh em ạ. Ui. Tay của nó sẽ có hai nước cúc nhé, và cúc dập hiệu hết này. Rất đỉnh luôn. Bên trong nó sẽ có một túi này, hai túi cho em nhé. Một túi hai túi này. Da rất mềm luôn. Rất dày dặn, rất mềm. Đây, túi hai bên túi thường nhé. Đây, nó làm khoảng hết ở đây này. Đấy. Cái này cũng mới 95%, mới đẹp hoàn hảo luôn. Anh em về thì mặc coi. Đây, bác nào kỹ tính thì về mang tiệm giặt lại cho em, chứ còn không thì cứ thế mặc cho em được nhá. Đấy. Ngon lành hết, về mặc coi. Trong là hai túi nhá, trong hai túi hai bên thì nó sẽ là túi thường. Không có quả kéo đâu, không có quả kéo. Đấy. Da cừu mềm cho em nhé. Mã A237 nhé. A237 sẽ XL cho em. Vai 49, bụng 57, dài áo là 69 nhé, dài tay 60. Con này 1.2 ạ. A237 cho em nhé. A237 1.2 ạ. Đây, áo mới đét luôn. Đây. Da rất ngon lành hết. Rất mềm, anh em về chỉ việc mặc thôi. Mã tiếp theo này, hôm nay nhà mình một con cổ trụ này, con này áo của nữ. Áo của nữ Opat, hàng bên Italy nhé. Italy, hàng của Ý. Đấy, bên trong là lót gió nhé. Con này cũng là da cừu mềm cho em nhé. Con này cũng da cừu này. Đây, tem của Hàn nhé. Một con hàng của Hàn Quốc nhưng mà thương hiệu Ý. Tem nét căng này, áo mới lắm, con này mới tinh. Da rất là mềm luôn. Rồi, con này size nữ ạ, áo bé nữa. Mã A238 nhé. Vai 36, bụng 39, giá áo là 54 nhé. Con này một con dáng ngắn nhé, quá dập hiệu này. Quá dập hiệu này. Nói chung hàng của Ý thì nó làm tinh tế đó. Có, thực ra con này nó cũng kiểu dáng cơ bản thôi, chứ còn đường nó sẽ có chi tiết nào nó sẽ dập hiệu. Và con này nó là da hết thôi, xung quanh là da hết. Nên nó làm rất là đơn giản. Con này 300 ạ, A238, vai 36, bụng 39, dài 54 nhé. Con hàng của Ý. Đây, da kiểu mềm cho nữ. Mã tiếp theo này, em lên một con cổ trụ nhé. Cổ trụ tiếp này. Con này hiệu Mazer này, bên trong là cũng trần trám cho em nhé. Bên trong cũng trần trám luôn. Đây. Rất dày dặn nhé, con này cũng da kiểu mềm cho em. Rất mềm mềm. Đây, con cổ trụ. Khóa đồng nhé. Toàn bộ khóa là khóa của KH luôn. Đây, khóa đồng nhé. Này rất mềm luôn này. Đấy. Đây, mới đẹp luôn em nhé. Này mới 95% luôn. Trong nó sẽ có một túi nhé. Trong một túi này. Trần trám cho em nhé. Trần trám này. Đấy, rất dày dặn. Đây, tem này. Tem Nhật nhé. Này hàng Hàn nhưng mà tem Nhật. Đây, tay của nó sẽ có
khóa kéo này, khóa mượt luôn. Đây một cổ túi này, khóa kéo này. Túi thắt nhá, túi thắt lốt cho em. Rất dày dặn anh em ạ, da kiều mềm. Con này là mã A239 ạ. A239. Vai 45, bụng 50. Giày áo là 66. Giày tay là 62 nhá. Con này anh em cũng size M hoặc size L cho em nhá. Con này 1 triệu ạ. A239 1 triệu cho em nhá. Bên trong là trần trám. Áo rất dày dặn. Rồi, tiếp theo nhá, em lên nhà mình áo bomber nhá. Bomber ạ, bomber dạ nhá, rất dày dặn nhá. Mã đầu tiên này, con bomber này, cúc bấm nhá. Đây, con này là lót gió nhá, lót gió này, bên ngoài nó chất dạ. Mới tinh, con này mới 90-92%. Đây, dáng bomber thì anh em cứ mặc vừa vặn cho em nhá. Nó sẽ là cái kiểu mặc dáng nó vừa vặn chứ không phải mặc kiểu khoác dáng dài đâu. Con này bên trong cho em có một túi nhá, một túi này. Bomber nhà em thì sẽ là hàng của Nhật nhé. Đây, con này hàng size M, hàng nội địa Nhật này. Đây, con này size M thôi, nhưng mà anh em tầm size S mặc cũng được nhá. Size M hoặc size S mặc cho em này. Con này là mã A240 ạ. Vai 44, bụng 50, giày áo là 62 nhé. Đấy, con này thì là size S mặc thì nó sẽ đẹp hơn, size M thì nó sẽ kiểu hơi ngắn. Đấy, con này dài có 62 thôi. Thế là con này cho anh em là tầm size S nhé, S mặc cho em. A240, vai 44, bụng 50, giày áo là 62 nhé, mới đẹp anh em ạ. Con này là 300. Chất dạ anh em nhé, chất dạ đấy, rất dày nhá, nó dày dặn đấy. Đây là sẽ là cho anh em mặc vào mùa đông, mặc ấm. Tay bo này, mới tinh. Cổ bo nhá, con này là của Bốp Son này. Đây, hiệu này thì là nó hay làm quần jean này, nó hay làm quần jean. Túi hai bên nó là túi thường nhá. Bên trong nó có A240 ạ. Vai 44, bụng 50, dài 62 nhá, này 300. Mã tiếp theo này, em lên một con màu một con bomber này, con này màu xanh lá mạ nhá, họa tiết thêu rất là đẹp luôn. Ở đây chỗ này in anh em ạ, in ngoài thêu. Đây, in nhá. Này là in này. Đấy, con này chất nó mỏng hơn. Con này chất nó mỏng hơn, đằng sau này. Đằng sau in nhá, rất đẹp luôn này. Tay áo là màu xanh xanh lá mạ. Bên ngoài thì anh em trông trên video nó thế, nhưng mà thực tế nó sẽ màu kiểu màu xanh lá mạ ấy. Xanh hơn một tí. Bên trong lót gió này, áo rất mới nhá. Đây. Con này 19,5%, mới tinh. Con này của Swiss xe này. Màu rất đẹp luôn. Đây, con này thì anh em nào chuẩn mờ cho em nhé. Đấy, anh em chuẩn mờ cho em mặc đẹp luôn. Đây. Tay bo này, mới đét. Con này mới tinh. Đây nha anh em chuẩn mờ này. Rất đẹp luôn này. Đấy, chuẩn size M mặc cho em nhé. Con này là mã A241 ạ. Bụng 52 dài 65. Bụng 52 dài 65 nhá. Con này 400 ạ. Bên trong nó sẽ không có túi nhá. Không có túi đâu. Tem của Nhật này. Đó, tem Nhật này, bomber dạ. Con này chất nó vừa phải nhá, không dày quá đâu. 400 nhá, A241, bụng 52 dài 65. Bụng 52 dài 65 ạ. Mã tiếp theo này, em lên nhà mình một con bomber, con này là chất da thật nhá. Con này là phối tay da thật. Tay con này là tay da bò hạt luôn nhá. Này. Tay nó dày á, tay làm dày á, mới tinh này, mới tinh cho em. Đây. Con này của Freak Store, hiệu từ năm 1986. Bên trong là lót gió nhá, bên trong lót gió cho em. Đây. Con này có cái là size của nó thì lại là size áo nữ. Đây, con này size áo nữ bé nhưng mà hơi chật. Con này nữ tầm size S hoặc size M thôi. Nó dày dặn cực kỳ luôn ấy. Nhưng mà tiếc con này nó là áo nữ, độ mới thì con này như một cái áo mới luôn. Đây, nó phối dạ và phối với tay da thật nhá. Đấy. Ngoài xịn lắm anh em ạ. Tay của Nhật. Đây, áo như một cái áo mới luôn. Đấy. Con này mã A242 nhé, A242, vai 35, bụng 46, giày là 58 nhé, size S hoặc size M nữa. Con này 300 nữa, tay da thật, xịn lắm anh em ạ. Đây nhé, cái này phối da thật nhé. Đấy. 300 nhé, A242, vai 35, bụng 46, giày là 58 ạ. Bomber tay da thật. Mã tiếp theo này, em lên nhà mình một con bomber nhé, bomber theo cổ bẻ.
Đây, áo thêu nhá, đằng sau này. Toàn bộ đằng sau của nó thêu hết nhá. Đằng trước nó thêu này. Thêu chữ M cho em nhá. Bên trong của nó là lót gió. Bên trong lót gió này. Con này thì cho bác nào tầm size S thôi. Con này size nó hơi bé. Đây. Đấy. Con này size S thôi. Con này mã A243 nhé. A243. Vai 57 bụng 48. Giá là 60 nhé. Con này nó sẽ kiểu hơi ngắn như này này. Cho anh em là con này dưới 1m63 cho em. Dưới 1m63-62 thì mặc nó sẽ đẹp nhé. Tay bo co giãn tốt này. Đấy. Áo màu nâu. Đây, con này nếu mà nữ thì tầm size M mặc cho em được. Đấy, cứ dưới 1m62 mặc là đẹp nhé. Mã A243 nhé, vai 57, bụng 48, giá là 60 ạ. Con này 250 ạ, 250 thôi. Nó size nó hơi bé. Mã tiếp theo này, em lên nhà mình một con bomber tiếp nhé. Bomber dạ này, con này là phối dạ hết, màu rất đẹp luôn. Đây, bên trong lót gió nhé. Độ mới rất là cao luôn. Đây, con này thì cho anh em là tầm size M cho em nhé. Size M. Ở mã A244 này. A244 cho em nhé. Vai 47 bụng 51, giá là 62. Đây, chất dạ nhé. Chất dạ rất dày dặn, tay bo có giãn cực kỳ tốt luôn. Bên trong nó gió mới tinh. Đây, con này thì bên trong nó lại không có túi. Không có túi anh em nhé. Đây. Tem Nhật này, hàng nội địa Nhật nhé. Đây, túi hai bên thì nó là túi thường. Bác nào chuẩn size M cho em nhé. A244 vai 47 bụng 51, giày áo là 62 ạ. Con này là 350 ạ, 350 cho em nhé, mới đẹp luôn. Mã tiếp theo này, em lên nhà mình một con bomber này. Con này là, con này ngắn lắm. Con này là kiểu áo nữ nhá. Con này dày cực kỳ luôn. Con này của Zinasit này. Con này đây này, tay nó phối lông cừu này. Đây này, tay phối lông cừu nhá. Nó dày lắm ấy. Đây này, bên trong trần trần trám. Bên trong trần bông. Cực chất luôn. Con này nó dày kinh khủng luôn. Một cái là áo nữ. Đấy. Đây. Con này size nó tương đối là bé. Nhưng mà nó dày lắm. Mà A245 nhé. Vai 53, bụng 53, dài 53. Áo hình vuông anh em ạ. Áo hình vuông, size bé dày kinh khủng luôn. Con này bán rẻ 200 thôi. Tại vì con này nó size nó bé quá. Tay bé quá, nó dày lắm nhá. Anh em nào ví dụ có bạn bé bé ở nhà mặc vừa con này, lấy này, ấm luôn. Mặc mùa đông này. Tiếp theo nhá, em lên một con áo dạ mỏng nhá. Con này mỏng ạ. Con này mỏng dính luôn. Đây, con này mỏng dính luôn. Size thì tầm size S hoặc size M. Cúc dập hiệu này. Đây. Cúc dập hiệu nhé, con này của Limen. Áo màu đỏ. Đây, con này là chất dạ. Chất dạ mỏng. Đây, con này thì bác nào tầm size S thôi. Size S cho em rồi nhé. Tay có một túi này. Tay có một cái túi đây nhé. Đây, tem Nhật này. Đấy, con này áo nó cũng rất là mới. Có cái là nó mỏng, cái size nó hơi bé nữa. Đây, cho bác nào mệnh hỏa này, size bé. Đấy. Con này mã A246 nhá, bụng 46 dài 64. Bụng 46 dài 64, con này size S thôi ạ, size S thôi nhá. Con này 200 ạ. 200. Nữ mặc được nhá. Đấy, như con bomber dáng nam nữ nó như nhau. Đấy, anh em mà nhằm nhằm cho chị nhà mà vừa vừa thì là cũng lấy được. Giá thì bán giá áo nữ thôi. Tiếp theo này, em lên một con áo màu hồng này, con này dày lắm anh em ạ. Tham Lip Girl này, con này áo nữ, size S nữ. Con này S nữ nhưng mà S Âu ấy. Con này một con dạ dày nhá, màu hồng rất đẹp luôn này. Cúc dập hiệu nhá. Con này của Pink LED này. Ủa, con này xịn lắm, thêu hết nhá, toàn bộ thêu hết. Thêu này, thêu nhá, thêu này. Đằng sau thêu toàn bộ luôn. Đây, áo độ mới cao. Nó dày lắm. Bên trong trần trám này. Bên trong trần trám nhá. Đấy. Con này thì bên trong nó cũng không làm túi đâu. Con này bên trong nó không có túi đâu. Hàng nội địa Nhật nhé. Em Nhật mới đét luôn này. Đấy, size M nữ cho em. Con này kiểu áo nó là size S Âu ấy. Đây này.
và SO ấy, lùi hai bên cúc bấm nhé, cúc tập hiệu hết, hỏi xịn lắm. Mà A274 nhé, A247 A247 ạ, vai 50 bụng 46, dài áo là 58 ạ. Con này 250 ạ. Con này 250. Áo nữ. Mã tiếp theo này, em lên một con áo dạ thêu. Ui, con này. Con này thêu rất đẹp nhá. Ui, con này dày lắm. Con này dày lắm anh em ạ. Bên trong là lót gió nhá. Bên trong lót gió này, áo kiểu cổ bẻ, thêu nhá, toàn bộ đằng sau là thêu hết. Thêu này. Thêu rất đẹp luôn. Bên trong lót gió, thêu tiếp. Tay bo này. Đấy. Con này tay bo thì nó không được đanh lắm, chất nó hơi gọi là hơi dão tí. Hơi dão tí, với cả con này nó bị hơi lỗi tí đây này. Cái chỗ dưới này nó hơi bị thủng một tí, nhưng mà thủng nó thủng bên ngoài nhá. Đây này. Thủng đằng trước một tí á. Đấy, chứ nó đằng sau thì nó không vấn đề gì. Với cả nó dày lắm. Con này dày lắm, anh em mặc bao ấm luôn. Hàng made in China nhá, hàng xuất Nhật. Đây. Size của nó là size L. Size L nhá. Đấy, anh em nào mặc size M cũng vừa. Đấy, mặc size M nó hơi dài tí thôi. Thế còn chuẩn đẹp thì anh em mặc size L cho em. Con này A248 nhá. Bụng 60 dài 64. Size L nhá, chuẩn L cho em. Thêu đẹp lắm anh em ạ. Thêu này. Thêu này. Đấy. Con này 150 ạ. 150 thôi. Con này nó hơi lỗ nhẹ. Lỗ nhẹ em bán rẻ 150 con này. Con này nó dày lắm anh em ạ. 150 tiền ship mất 50 mất rồi. Bán tặng cho nhà mình. Đây. Tem này, tên tiếc còn nguyên, anh em về ghi vào luôn. 150 nhá. 150 thôi ạ. Mã A248 nhá, bụng 60 dài 64. Mã tiếp theo này, em lên một con bomber dạ này, con này dày vừa phải này, độ mới thì như áo mới. Đây, này thêu này. Này là túi thật nhá, túi này, hai túi, này túi kép. Đẹp lắm anh em ạ, con này mới tinh. Nó dày vừa phải nhá, bên trong trần trám này. Màu siêu đẹp luôn, tem Nhật, mới đét luôn. Uầy, con này anh em chuẩn mờ cho em này. Này quá đẹp luôn. Mới tinh. Đấy, trong kiện những cái con mới như này nó không có nhiều đâu. Đây này. Mới tinh mà con này dáng rất đẹp. Bên trong thì con này nó lại không có túi anh em nhé. Con này không có túi đâu, trong trần trám đó. Hàng nội địa Nhật mới tinh. Túi này, túi này, trên này hai túi nữa rồi. Những con em để ý mà có những con mà nó có túi ngoài nhưng là bên trong lại không làm túi nữa. Đấy. Đây, con này đẹp quá. Con này là mã A249 nhé. A249. Vai 42 bụng 48, giá là 62. Đây là 62, anh em size M nhá. Đây này, em 1m65 55 cân này, em mặc con này vừa in nhá. Anh em cứ hàng hàng theo size áo. Tức là con này anh em tầm dưới 1m65 mặc là đẹp. A249, vai 42 bụng 48 dài 62. Con này 350 ạ. 350 nhá. Mã tiếp theo này, em lên nhà mình một con con này tay của nó. Con này bên trong là lót lông. Tay của nó là chất da lộn. Con này to lắm. Ui. Tay của nó là da lộn anh em ạ. Tay con này nó là da lộn. Một con áo có mũ liền nhá. Con này mũ liền, mũ nó là lông, lót lông đây này. Đây, mũ lông cừu nhá. Bên trong thì nó là lót gió. Đấy. Lót chất này là chất lụa. Cái chữ tem nó khó nhìn quá. Con này nó là trơn này, đằng sau là trơn này. Đấy, để em mặc này cho anh em xem. Đây. Con này không biết mặc kiểu gì này. Đây. Đây, con này nó là. Úi giời. Con này nó như kiểu áo nữ ấy. Áo nữ ấy. Nó kiểu khoác như thế này này. Đây này. Nó sẽ là nó khoác như thế này. Đây. Đây. Vừa. Con này mặc điệu lắm anh em ạ. Gọi là kiểu áo nữ. Áo nữ. Mà chất dạ dày dặn lắm. Con này mặc nó hơi diêm dúa một tí đấy. Mới thì nó như áo mới thôi. Đây này. Em Nhật này. Đấy. Con này cảm giác nó xịn lắm. Nó áo kiểu áo nữ nó hơi khó mặc một tí. Đấy. Chất này là nó là chất da lộn nhá, nó phối da lộn này, tay này. Đấy. Quả điệu á. Con này là mã A250 nhá.
vai 38, bụng 51, dẻo là 62. Ôi, con em bán nhanh 200. 200. Này nam sao mà mặc được. Áo điệu lắm. 200, còn rất là dày. Ở tiếp theo này, em lên một con bomber dạ tiếp nhé. Bomber dạ này. Con này nó phối cổ này, phối cổ rất là đẹp nhé. Đấy. Áo màu đỏ, con này chất dạ mỏng. Chất dạ mỏng cho em. Phối bên trong lót cũng là lót chất cốt tông nhé. Size trên áo là size M. Size trên áo là size M. Đây, cô này nó là M nữ rồi. Con này M nữ rồi. M nữ rồi, con này đẹp lắm. Bên trong thì nó sẽ không có túi anh em nhé, không có túi đâu. Mã A251 nhé, A251. À, vai 47, bụng 50, giá là 59 nhé. À, ngoài đẹp luôn ạ. Bên trong không có túi đâu, túi hai bên, túi thường thôi. Độ mới tầm 92-93%. Đây, áo cổ bẻ, con này 180 á. 180 cho em nhé, A251. À, mã tiếp theo này, em lên một con bomber chất dạ tiếp này. Đấy. Chất dạ này, bên trong trần trám luôn nhé. Bên trong trần trám cho em này. Đấy. Có mũ, con này mũ liền nhé. Con này kiểu mũ liền. Đây. À, con này tầm size S thôi. Con này anh em tầm size S thôi. Hoặc là áo nữ nhé. Size S hoặc nữ thôi. Đấy. Áo thì nó màu tím. Đây, chỗ này trái tim này. Đây. Con này nữ mặc thì nó đẹp hơn. Túi hai bên túi thường này. Đấy. Con này size M nữ. M nữ. A252 nhé. A252. Bụng 46 dài 59. Bụng 46 dài 59 nhé. Con này cũng 108 thôi. Bên trong không có túi đâu, trong trần trám rồi này. 108 thôi. Mới lắm anh em ạ, mới tinh, mũ liền, thêu. À, tiếp theo này, em lên một con dạ dày dặn nhé. Con này là hàng của Mỹ này. Con hàng của Mỹ, Hood Lancer, hàng của Mỹ. Mới tinh nhé, con này mới tinh cho em. Rồi, dày lắm, bên trong trần trám tiếp này. Rồi, bên trong cũng trần trám này. Bò biết thứ nó mới tinh. Bò biết mới tinh. Đây, con này anh em chuẩn size M cho em nhé. Con này như một cái áo mới luôn. Bên trong trần trám có một túi cho em nhé. Đây, có một túi này. Đấy. Con này là thêu này, con này thêu này, túi hai bên này. Đây. À, con này là mã A253 nhé. A253. Vai 49, bụng 53. Giá là 63 nhé. À, anh em chuẩn M cho em ạ. À, con này 350 ạ. 350 này. Đẹp luôn, rất dày dặn. A253 nhé, vai 49, bụng 53. Đấy là 63, 350 ạ. Ở mã tiếp theo này, em lên một con bomber dạ này, thêu này. Con này siêu đẹp luôn, độ mới cao. Đây, toàn bộ là thêu nhé. Của Wigo này, hiệu Nhật này. Size M nhưng mà con này nó là M Âu. Nó M Âu, con này anh em phải tầm size L cho em. Bên trong cũng trần trám nhé. Bên trong cũng trần trám này. Rất là dày dặn luôn. Đây. Con này bác nào size L cho em. Túi nó có gì đây? Túi hai bên túi thường nhá. Tay bo có dạng tốt này. Đây. Đây, độ mới cao nhá. Size con này size L hoặc là XL mặc được. Thậm chí XL mặc cũng vừa. Con này mà A254 nhá. A254. À, vai 61, bụng 63, giá là 67 nhá. À, con này size L hoặc XL cho em ạ. Ngoài thêu đẹp lắm. Ngoài 400 ạ. Mới đẹp luôn. Bên trong trần trám. Đây, tem nó cả quyển luôn anh em này. Đây, con này size M Âu. Hàng Mỹ China, hàng xuất Nhật, tem mới đen đẹp luôn, như là mới. Con này thêu quá đẹp luôn. Ở mã A254 nhá, vai 61, bụng 63, dài 67. Con này 400 ạ. 400 cho em, áo mới đẹp. Đằng sau của nó là trơn nhá. Cầm món áo nặng lắm anh em ạ. À, ok nha, em hết áo ấy rồi. Em lên mình áo khoác nhá. Áo khoác kaki và áo phao. Phao mỏng. Ở mã tiếp theo này em lên nhà mình một con phao lông vũ nhá. Phao lông vũ siêu nhẹ. Phao lông vũ siêu nhẹ này. Đấy, bên trong làm ngon lành luôn. Con này mới tinh. Con này mới 97-98%. Bên trong nó sẽ có hai túi nhá. Đây. Tay bo có dạng tốt này. Con này mới lắm. Đây, màu xanh than dễ mặc nhé.
Đây. Ủa, con này tay nó bị rách rồi. Con này tay nó bị rách ở đây rồi anh em ạ. Đây này. Tay nó bị rách ở đây rồi. Tay rách mất rồi. Túi hai bên túi thường nhé. Hơi tiếc con này bị rách mất rồi. Đây. À, con này bán này 200 nhá. A255. A255. À, vai 44 bụng 47. Béo là 66 nhá. À, con này tay rách rồi anh em về vá cho em hoặc là cứ thế mặc được. Nó hơi rách tí thôi. 200. Hàng nội địa Nhật nhá. Phao lồng vũ. Phao lồng vũ siêu nhẹ. Đấy, hàng nội địa Nhật cho em. Ở A255 nhé. Vai 44 bụng 47 dài 66. Ở mã tiếp theo này, em lên một con khoác kaki nhé. Kaki con này dáng lính nhé. Đấy, màu xanh ô liu nhé. Con này kiểu khoác khoác lính ấy. Đấy. Đây, toàn bộ đính họa tiết rất là đẹp luôn. Áo con này áo nữ. Đây, past time. Đây, có đai này, thứ này. À đâu có cầu vai này, thêu này. Bên này thêu này. Đấy. Con này áo nữ nhá. Đằng sau in này, rất xịn luôn. Con này hàng của Hàn Quốc nhá, A256. Vai 38 bụng 49, giá là 69 ạ. Con này 150 ạ. 150 bên trong nó gió đẹp không? Đấy. Hàng Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Tem Hàn này, mới đẹp đẹp. Con này như áo mới ấy. Rồi, áo nữ 150 ạ. Tiếp theo này, em lên nhà mình một con này là một con phao lông vũ nhá. Phao lông vũ này, con này có bim hớt này, màu xám rất đẹp luôn này. Rồi, toàn bộ cúc dập hiệu hết nhá. Toàn bộ cúc dập hiệu này. Rồi, dập hiệu cho em này. Vừa khóa kéo vừa cúc bấm nhá, bên trong này. Size trên áo thì size M nhá, bim hớt này. Toàn bộ cái lót của nó cũng dập, nó có chữ bim hớt này. Đấy, cũng in chữ bim hớt này. Con này là con phao béo nhá, rất là dày dặn, rất là nhiều lông vũ trong con này luôn. Đây. Những cái con này em vừa mới về ấy, chỉ có là qua thôi. Thế cho nên là tay các chú bác về mình giặt, mang điểm giặt cho em ấy. Giặt sấy xong là càng giặt càng sấy nó sẽ càng nở ra, trông đẹp lắm. Hoặc là về em mới chỉ là qua thôi, chứ chưa có xử lý gì hết. Đây, tay hai nước cúc này. Chỗ này là có một cái tem bằng da thật nhá. Đấy. Đây có một túi có nắp này, cúc dập hiệu. Túi hai bên đều khóa kéo hết nhá. Đây, túi khóa kéo xịn luôn. Bên trong này, bên trong có một cái túi cũng khóa kéo cho em này. Quá này cũng quá IKK luôn, quá xịn luôn. Mới lắm, này mới tinh. Đây, tem Nhật này. Tem Nhật cho em nhé. Đấy, hàng nội địa Nhật. Con này nó không có mũ đâu anh em nhé. Con này nó sẽ không có mũ đâu. Con phao rất là dày dặn. Con này mã A257 nhé. A257. Vai 41, bụng 54. Giá là 69 nhé. Anh em chuẩn mờ cho em ạ. Con này là 500. 500 ạ. Mã tiếp theo này, em lên một con khoác kaki mỏng tiếp nhé. Con này cũng của nữ ạ. Con này thêu đẹp lắm. Con này thêu này, thêu cờ Mỹ này. Đây, Army này, áo lính nhé. Này màu xanh ô liu. Mạnh thêu này. Đây. Size S. Size S đây, trên này có một cái tem nhé. Đây, đằng sau cũng là in này. Con này 150 ạ, A258 ạ, vai 40 bụng 44. Giày áo là 68 cho em nhé. Giày áo là 68 này. Đây, con này có một cái tem đây thôi, Made in China. Đấy, con này áo nữ ạ. Áo nữ kaki một lớp mỏng nhá. Kaki một lớp mỏng. 150 thôi ạ, bao ship. Tiếp theo này, em lên một con khoác khoác kaki tiếp nhé. Khoác kaki này, con này như kiểu áo nữ ấy. Size số 2. Con này cái chỗ trên này này. Đấy, trên này nó làm rất là dày này, rất là kiểu như là ở phồng lên ấy. Đấy. Size áo thì nó không phải size nữ đâu. Đây để em mặc. Bên trong là lót gió nhé. Bên trong lót gió cho em này. Đây. Cúc này. Đấy. Cho cái dáng áo như này thì nam nữ mặc được hết. Như em mặc size M thì con này em mặc cũng vừa. Đây, con này mặc cũng kéo mới luôn. Đây. Áo rất là ấm luôn anh em ạ. Đấy. Kaki thôi nhưng mà nó là hai lớp, bên trong là lót gió nữa. Đấy. Con này anh em tầm size M mặc được nhá. Size M mặc được. Đây có một túi đây này. Bên trong nó sẽ không có túi nữa đâu. Tem thì nó là tem Hàn. Tem của Hàn cho em nhá. Made in Korea. Đấy. Nó có bốn túi ngoài, bốn túi ngoài, bốn túi tay.
mã A259 nhé, vai 47 bụng 51, giá là 66 ạ. Con này cũng 150 cho em nhé, cũng 150 này. Mã tiếp theo này, đây nhà mình một con phao mỏng này, hàng của Kepa, hàng của Mỹ đây, Kepa hàng của Mỹ, phao này đấy, họa tiết theo nhé. Đây bên trong là lót lót gió cho em này, phao mỏng nhẹ đây, hàng con này hàng của Nhật nhé, con này tem Nhật, này tem Nhật nhé. Đây tay thì nó sẽ làm dính thôi đấy, con này tay nó không có dán, nó làm dính ở đây đâu đấy. Con này màu đen, đen bóng ấy. Đây, màu đen bóng nha, con phao phao mỏng nhé. Túi hai bên là cũng có khóa kéo này đấy, túi khóa kéo này. Đây phao nhá, con này kiểu phao đấy, phao trần bông, trong nó sẽ không có túi đâu, trong không túi đâu. Đây con này nói chung kiểu dáng bình thường thôi. Con này mà A260 nhé, vai 48 bụng 60, giá là 78 nhé. Con này bác nào size L ạ, size L mặc cho em này, size L hoặc XL mặc được nhé. Con này 200, A260 nhé, vai 48 bụng 60, giá 78 nhé, phao. Đó, giá mùa hè anh em luôn. Mã tiếp theo này, em lên nhà mình một con này một con khoác kaki này, một Jack Engine này, Jack Engine, wow, con này xịn lắm, con này một con hàng hiệu xịn, Jack Engine này, đây, khóa kéo dập hiệu nhá, cúc của nó làm nó kiểu rất là đẹp luôn anh em nhìn này, đấy, bên ngoài kaki nhá, bên trong lót gió này, cái màu này như kiểu màu áo nữ, cổ kép này. Cái dáng này nó cũng là cái dáng suông ấy, cho nên là nam thì tầm size S cho em nhé, nữ thì tầm size M. Đây bên trong lót gió này, trong có một túi này, trong có một túi cho em đây, tem tem Hàn nhé. Đây Made in Việt Nam, hàng xuất Hàn, mới tinh, Jack Engine. Con này mã A261 nhé, vai 39 bụng 46, giá là 66 nhé. Con này 150 nốt ạ, 150. Mã tiếp theo này, em lên một con màu xanh ô liu nhé, con này áo lính này. Con này một con áo kiểu áo lính nhé, khoác kaki này. Mũ của nó là mũ liền luôn anh em ạ, mũ liền luôn. Khóa dập hiệu nhé, khóa dập hiệu à. Đấy. Con này của Chaker này, size M nhé, ký hiệu từ 51992. Con áo phong cách lính. Bên ngoài là kaki nhé, bên trong là lót một cái lớp vải nữa nhé, bên trong cũng là lớp vải cốt tông. Đây, con áo theo cái phong cách lính cho anh em này. Đấy, khoác dáng dài nhá, màu xanh ô liu, đúng kiểu bộ đội luôn. Đây, tay hai nước cúc này, này có một cái túi này. Đấy, một túi trên này, bên trong một túi nữa nhá, trong là lót kaki. Đây, cúc dự phòng luôn này, hàng Hàn Quốc này, hàng Medina, hàng xuất Hàn nhá, con này xịn lắm anh em ạ. Đây, túi này có nắp này. Đây, còn đúng kiểu áo lính nhá. Con này là mã A262 nhá, A262. Vai 47 bụng 52, giá là 75 ạ. Con này thì cho bác nào tầm size M hoặc size L mặc được nhá. Con này 200 ạ, A262 nhá, 200 thôi ạ. Quá dày dặn luôn, hai lớp 200.000, quá rẻ. Tiếp theo này em lên nhà mình một con này một con bomber nhá. Bomber nó phối với cả gió và phối len nhé, bên ngoài này chỗ này nó trần bông ấy, con này quá đỉnh luôn. Đây bên trong này, bên trong lót nỉ đấy, bên ngoài thì bên ngoài đó len, đây đoạn đằng sau là len nhé, đằng sau chất len này. Uầy, em nhìn này, mày đỉnh lắm, nghĩa con mà nó lót như này thì là mặc vào phát ấm luôn đấy, chứ không phải là chờ kiểu lót gió ấy, chờ mấy phút mặc nó bị ấm, con này mặc ấm luôn. Đây, con này Polo Club này, hiệu VIP này, thêu nhá. Này, nó phối nhá, nó phối. Đây. Con này anh em chọn chuẩn size M cho em này. Size M nhá. Đây. Ấm lắm anh em, mà phát ấm luôn.
Con này là mã A263 nhá, A263. Vai 43 bụng 45, giá là 69 nhá. Đấy, con này size M đây, size M đây, size L mặc nó hơi kích ấy. Con này 300, A263, vai 43 bụng 45, giá là 69 nhá. Này, Polo Club, hàng của Hàn Quốc, size M. Size chuẩn M cho em nhé. Mã tiếp theo này, em lên nhà mình một con gió nhé. Con này là một con bomber. Bomber có mũ liền, bên trong nó lưới, chất của nó là chất gió. Hai con là cây squid này, size đây size 100. Tay bò có dạng cực kỳ tốt này, áo mới tinh. Đây, con này mũ liền cho em nhé, mũ liền. Khóa dập cây squid này anh em này. Khóa dập này, đây. Đây là một cái logo theo cây squid này. Tay của nó thì nó sẽ đây cái chỗ này này, có chữ in cây squid này. Đấy, túi hai bên là cũng đều có khóa kéo và đều dập chữ cây squid hết. Đây, còn dáng kiểu dáng bomber. Ô này bên này nó bị mất một cái ấy rồi. Mất một cái tay cầm. Đây này. Đây này, anh em về bổ sung cho em cái này nhá. Đây này. Nó có một cái chỗ tháo ra để lắp cái tay cầm vào ấy. Đấy. Mà không anh em về cứ thế mặc cho em thôi. Con này nó hơi lỗi ở cái tay cầm thôi, còn lại ngon lành. Bên trong có một cái túi khóa kéo nhá. Đấy, và nó nót lưới. Tem của Hàn này. Đấy. Con này bị mất tay cầm rồi, cái bên này anh em bán rẻ 150 thôi. Anh em về xử lý cho em nhé. 150 ạ, mã A264 này. Bụng 52 dài 61. Bụng 52 dài 61 nhá. Bác là chuẩn size M cho em, 150 ạ. Mã tiếp theo này, em lên một con này là con khoác. Con này là một con bên trong là lót bông. Một con khoác kaki nhá. Khoác kaki màu xanh rất là đẹp này, bên trong là lót bông. Cái đoạn cái mũ này bằng bông này nhá, thì là anh em mình có thể là tháo rời cái đoạn bông ra này, tháo rời ra được. Tháo rời đoạn này ra được này. Hoặc kéo biết điểm gì. Đây. Con này như kiểu áo cho sĩ quan ấy, đây này. Bên trong của nó là bông nhá. Đây. Con này nó như kiểu áo cho sĩ quan ấy anh em ạ. Tay này, tay chỗ này nó có bo nhá. Đấy. Đây, cúc bấm ở đây này. Con này mặc bao ấm luôn rồi. Đấy nhá, mình có thể bỏ được cái cổ lông ra nhá. Đây này. Đấy, con này thì nó sẽ là cái kiểu khoác kaki dáng dài cho anh em mình nhá. Khoác kaki dáng dài nhá. Đây, mặc bao ấm luôn. Mới tinh như áo mới luôn. Ở bên trong thì nó sẽ không có ấy đâu. Trong nó sẽ không có túi đâu, có một túi này, hai túi này, con này có bốn túi nhé. Rồi, con này như kiểu áo cho sĩ quan ấy, mặc con này thì bao ấm luôn, mặc quả phát ấm luôn anh em ạ. Tay nó sẽ có một nước cúc thôi nhá, áo như một áo mới luôn nhá. Con này 108, A265 nhá, A265, vai 53 bụng 58, giá là 74. Con này anh em tầm size L ạ, size L hoặc là XL cho em, 108 ạ. Này, trong này anh em này, ấm luôn. Mã tiếp theo này, em đây một con khoác kaki nhá. Ui, con này bên trong nó lông cừu ạ. Ui. Rồi. Ui, con này bên trong lông cừu ạ. Khoác kaki nhá, bên ngoài là chất kaki nhá, áo cổ bẻ. Đây, con này là tay này, con này cúc bấm này. Đấy. Trong lại còn có bo tiếp nhá. Đấy, một con áo khoác mùa đông. Khoác kaki nhá, con này là khoác kaki. Đây, anh em mặc con này thì mặc phát ấm luôn. Trời đang lạnh mặc vào người phát ấm luôn. Đây, có kaki nhá. Túi này, túi này, đấy. Đây. Con này mới lắm, như một cái áo mới luôn ạ. Đây, đằng sau thì là trơn hết rồi, có kaki trơn hết, size trên áo bây giờ size L nhá. Ra trên áo size L, bên trong là lông cừu. Hàng nội địa Nhật cho em nhá, hàng Nhật này. Ấy, con này quá đỉnh luôn, size L nhá, anh em size L cho em. A266 nhá, A266, vai 56 bụng 60, giá là 74 ạ. Con này 300 ạ,
lại 300 cho em nhé. Mới như một cái áo mới luôn. À, mã tiếp theo này, em đây nhà mình một con khoác kaki này, khoác kaki con này màu cam nhé. Con này của Bucaro ạ, đấy, hiệu siêu vip của Hàn luôn. Đây, khóa to đùng này, đấy, dập chữ Bucaro nhé. Áo màu cam, con này khoác kaki, dày dặn lắm, con này dày á, bên trong là lót gió nhé. Bên trong lót gió đây, Bucaro, bên trong màu xanh, ngoài màu cam, hai màu đối lập nhau, làm nổi con áo lên. Đây nha, con này bắt đầu chuẩn size M cho em này. Mặc kiểu body vừa vặn, đẹp luôn. Đây, chỗ này có một cái tem Bucaro này. Đấy, này cúc bấm này. Bên này, đây, túi có nắp này. Túi này, đấy. Đây, túi có nắp này. À, chỗ này có một cái tem Bucaro Jean. Con này khoác kaki nhá, kiểu body đấy. Em mặc size M chuẩn luôn nhá. Chuẩn size M cho em này. À, trong có một cái túi này, trong một túi này. Đấy, và bên trong nó lót gió nhá. Tem của Hàn cho em này, tem Hàn nhá. Đây, bác là chuẩn size M mặc vừa in luôn. Kiểu dáng rất lịch sự này. Con này mã A267 nhá. A267 vai 42 bụng 47. Dài áo là 68. Ờ, con này 250 ạ, 250 Bucaro. Hiệu VIP luôn. Còn cái màu nó hơi nổi tí thôi. Tay sẽ có hai nước cúc cho em nhé. Đồ mới con này tầm 90%. Bucaro. À, mã tiếp theo này, em lên nhà mình một con khoác. Con này là chất chất gió bóng. Chất gió bóng. Con này của Edwin này. Edwin nhé, khoác của Edwin này. Mũ này là tháo rời được cho em nhé. Cái mũ cái đoạn mà màu kẻ caro này là anh em mình có thể tháo rời được cho em nhé. Đấy, size 1.5 này, size 1.5 tương đương với size M hoặc size L. Đấy, anh em không thích anh em có thể bỏ được cái đoạn, bỏ được cái đoạn này đây này, bỏ hết ra được nhé. Ui, một phát của Edwin rất đỉnh luôn đấy các em ạ. Chất gió của nó thì đỉnh luôn. Rồi, tay dập Edwin cho em nhé. Con này có một nước cúc rồi thôi. Cái đoạn này đó là gió hai lớp nhá, gió hai lớp. Bên trong con này nó gió này, đấy, con này là gió hai lớp. Nó có cái đoạn phối này rất là hay nhá, mình bỏ đây ra được. Này, con này có cả cúc dự phòng này, hàng của Hàn Quốc, hàng Edwin. Đấy. Con này bên trong nó sẽ có một túi này cho em nhé. Khóa dập Edwin luôn, khóa to. Con này rất đỉnh luôn đấy. Bên ngoài nó sẽ có, để em xem nào. Bên ngoài nó sẽ có 4 túi nhá, hai túi hai bên có cúc, được dập Edwin hết. Trên này cũng một túi có nắp này, một túi khóa kéo này. Đấy. Khóa này dập Edwin luôn này. Wow. Túi bên này là túi giả nhá. Bên này túi giả anh em ạ, bên này túi giả. Còn cái này nó là cúc túi giả anh em ạ. Cúc túi giả, túi giả. Đấy, chỉ có hai cái túi này là túi thật thôi. Đấy. Edwin. Ủa, con này đẹp quá. Con này bác nào tầm size L nhá, hoặc size M mặc được nhá. À, mã A268. A268 vai 45 bụng 51. Dài áo là 63. Size M thôi, size M mặc cho đẹp. À, con này 300 ạ. 300. Mới đẹp luôn anh em, Edwin. Khoác của Edwin. À, mã tiếp theo này, em lên nhà mình một con ui. Con này một con khoác kaki dáng dài nhá. Màu của nó là màu bã trầu. Đằng sau của nó là họa tiết in này. Rồi, đằng sau là in này. Đằng trước này. Đấy, đằng trước có 4 túi luôn. Một con cái kiểu phong cách màu áo lính tiếp này. Có cầu vai này, con này có mũ nhá. Mũ cuộn bên trong rồi. Bên trong của nó là lót cốt tông, không phải lót gió. Con này của Da Vinci. Đấy. Tên một họa sĩ. Đây, con này bác nào tầm size M mặc vừa in ạ. Đây, size M mặc sẽ theo cái kiểu body nhá. Size M hoặc size S này. Đây, nó có một cái Heuermann Đức này. Đấy, toàn bộ cúc và khóa nó đây là khóa đồng hết.
làm bằng đồng hết. Đây áo lính này, size M hoặc size S cho em nhé. Đằng sau là in này. Đấy, con này là mã A269, vai 45, bụng 46, dài áo là 75 nhé. Ở con này 200 cho em, mới đẹp. Tay nó có hai nơ cúc này. Đấy, toàn bộ là bằng đồng hết. Đấy, con kaki lính. À, ok, mã cuối cùng nhá. Cuối cùng này em đây nhà mình một con là một con bomber. Bomber bên trong nó nỉ mỏng nhá. Đây có mũ ở trên này. Đây. Đây nha anh em nhá, có mũ này, cuộn ra được nhá. Con này là một con hàng của Nhật. Itagun Hatu. Trong có túi luôn nhá. Trong có túi này. Tay con này nó hơi bị giãn, nó hơi chỗ này rồi. Cái này anh em phải về thay chun cho em chỗ đầu tay này. Thay chun chỗ tay. Nó hơi giãn rồi, vai độ mới nó không cao lắm đâu. Đây, bomber cổ bẻ nhá. Con này thì cho bác nào tầm size M nhá, size M mặc cho em. Size M hoặc size L, M hoặc L mặc được nhá. Con này mà A270 mã cuối cùng nhá. Bụng 60 dài 69. Bụng 60 dài 69 cho em ạ. Con này 100.000 ạ. 100.000 ạ. Trong có túi nhé. Rồi ok. Vậy là em Dương đã lên hết 40 mã áo khoác cho video hôm nay nhé. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chú quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em vào video buổi trưa ngày mai lúc 12 giờ trưa nhé. Bye bye.